Hôm 15 tháng 4, một tòa án ở tỉnh Long An tuyên phạt bà Nguyễn Thị Bạch Huệ 12 năm tù về tội hoạt động chống chính quyền nhân dân do tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở Mỹ. Truyền thông nhà nước dẫn lời hội đồng xét xử cáo buộc rằng bà Huệ, 60 tuổi, có hành vi đặc biệt nghiêm trọng và xuất phát từ động cơ cá nhân nhằm phá hoại nhà nước, cho rằng bà đã nhận được tổng cộng khoảng 10 triệu đồng từ tổ chức nêu trên để thực hiện việc nói xấu, phỉ báng, chính quyền, xúc phạm lãnh tụ, lôi kéo và tập hợp thêm người để lật đổ nhà nước Việt Nam thông qua các nền tảng mạng xã hội. Báo Tuổi Trẻ Online dẫn cáo trạng cho biết, vào đầu năm 2020, bà Huệ đi thành phố Hồ Chí Minh để gặp một người phụ nữ từ Mỹ về và được người này lôi kéo vào tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân ở bang California thành lập từ năm 1990, nhưng bị chính quyền Việt Nam liệt vào danh sách khủng bố vào tháng 1 năm 2018. Các trang báo của Việt Nam cho hay, ngoài bà Huệ, người bị bắt hồi tháng 4 năm 2023 còn có Vũ Đình Lan ở Đắk Lắk, Nguyễn Thị Rành và Nguyễn Thị Chính ở Tiền Giang cũng bị bắt do tham gia tổ chức của ông Quân và được xét xử riêng. VOA đã liên lạc Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề nghị họ cho ý kiến về việc xét xử này, nhưng chưa được trả lời.